chào chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị, với các bạn về một cái tiếp theo các cái chủ đề về huyền quan trong phong thủy. Huyền quan đối với cả nhà bị thức. Trong các video trước thì tôi cũng đã chia sẻ, hướng dẫn anh chị các cái chủ đề liên quan đến huyền quan của nhà chung cư. Trong cái video này thì tôi chia sẻ với anh chị các huyền quan đối với biệt thự. Thế này, định nghĩa về cái không gian về biệt thự đã. Thế là đã gọi là chúng ta biệt thự đó là một không gian mà có diện tích ở tầng trên hay là diện tích ở tầng 1 lớn và được thiết kế theo một phong cách đó tương đối là rất là rộng rãi, và các công năng được sử dụng trong phòng với nhiều tính năng hơn các cái nhà liền kề. Và thông thường thì ở cái biệt thự thì do diện tích rộng cho nên là cái không gian của tầng 1 chúng ta hay hướng đến cái việc mà làm cho là được thông thoáng, đúng không? Hướng đến làm được thông thoáng. Và ngoài ra thì ở phần biệt thự thì chúng ta cũng tức là thông thoáng, cho nên là khi mà thông thoáng như vậy nó hiện dễ trong thiết kế, nó dễ xảy ra hiện tượng nó bị lõm khí hoặc bị khí nó bị chạy tuột qua nhà mất, đúng không ạ? Hoặc là trong cái biệt thự thì thông thường chúng ta hay bố trí thêm, ví dụ có thể có phòng ngủ hoặc không có phòng ngủ chẳng hạn, vì diện tích rộng mà, và chúng ta và bên cạnh đó nó phải có mặt tiền rất là lớn, thì mặt tiền rất là lớn cho nên thành ra là trong phần mặt tiền của anh chị thì chúng ta sẽ có một không gian người ta gọi là khoảng không gian đệm. Trước khi bước vào phòng khách người ta vẫn gọi khu vực đấy là huyền quan. Thì phân huyền quan này thì nó được chia thành hai cái trạng thái. Cái trạng thái thứ nhất là ngoại huyền quan, thì ví dụ như là sảnh đón của anh chị chẳng hạn nó gọi là ngoại huyền quan, và nội huyền quan tức là phần từ đại môn, từ cửa chính anh chị bước vào nhà. Thế khi từ cửa chính bước vào trong nhà thì có một không gian gọi là không gian đệm, và tại không gian này thì nó gọi là không gian huyền quan. Bản chất huyền quan đó là cái địa điểm để tàng phong hút khí, nạp khí và tẩy khí, xử lý các cái uế khí, tạp khí, tà khí từ bên ngoài khi mà chạy vào trong nhà của anh chị. Tức là khi chúng ta bước vào trong nhà một cái hàng ngang thì tại vị trí đấy nó sẽ phải là vị trí để nó gột rửa, tẩy bỏ toàn bộ những ý niệm, những cái tạp khí, những cái tà khí, những khí hư, khí xấu bên ngoài là bị đẩy ra ngoài hết, đúng không ạ? Sau đó thì mình mới bước vào trong phòng khách hoặc vào bếp hoặc là vào phòng ngủ hay là vào các phòng chức năng khác trong không gian của tầng một, em gọi là tầng trên hay là trên hoặc là một chẳng hạn. Thì như vậy cho nên ra là với cái không gian và thiết kế như vậy thì nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng là thông thường là trong các phần thiết kế của phần biệt thự là chúng ta hay bỏ qua không gian này, mà chúng ta đến các cái trụ sở hành chính hay là bất kỳ một cái nơi nào ở bên Nhật, bên Trung Quốc hay là bên Hàn, hay là chúng ta đều thấy rằng là hay được bất kỳ một nhà hàng nào chúng ta hay có một cái điểm gọi là sảnh đón, gọi là sảnh đón, thì đúng là cái đoạn là cái khoảng không gian phía trước nhà. Thì thông thường ở phần sảnh này thì thông thường người ta hay trang trí đặt để những các bình hoa hoặc những đồ vật phẩm phong thủy để trang trí, hoặc là các linh vật vừa có tác dụng nó tịch tà, vừa có tác dụng nó hóa sát và nó chưa tiên tài độc. Và cái điểm đặc biệt đối với cả cái huyền quan của khu vực chung cư, tức là thông thường là cái viên gạch ở khu vực huyền quan đó người ta sẽ sử dụng như là bông hoa, hoặc là sử dụng cái tất cả cái tia nó chạy ra, hay là những cái hình thù, những hoa văn, hay là cái tôi gọi chung là gạch trang trí mà lát ở bên dưới. Thì đối xứng với cái trang trí đó thì đối với biệt thự thì chúng ta hay là làm cái đèn chùm ở bên trên. Cái yêu cầu của cái đèn chùm này thì nó có hai dạng đèn chùm, mà có thể tăng đèn chùm này để mà tăng cái việc mà tích khí và tụ khí. Đó là một là những cái đèn chùm mà nó dạng pha lê, đúng không ạ? Thì nó có cái tác dụng nó tẩy khí, nó chạy ra tán khí ra các phương. Và dạng thứ hai là cái đèn mà úp nó chụp xuống, có úp chụp xuống để nó tạo ra cái tụ khí. Và thông thường nó có hình tròn hoặc là đồ dụng một chút thôi, chứ không phải là cái đó là hình chụp dài hay là cái đó không phải, đúng không? Ngoài ra thì do là thông thường là cái biệt thự hay chị làm á, là phòng khách hay kết nối với không gian phòng bếp để chị bước không gian để làm cho không gian nó rộng lên, cho nên là nhiều khi là đứng từ nhà, đứng từ ngoài sân hay là đứng từ ngoài đường mình nhìn vào phát là tuột ra đằng sau lên nhà chị luôn, hoặc tuột ra cái cửa sổ đằng sau luôn, tuột ra cái cửa đi hậu đằng sau luôn. Thì hiện tượng này vô tình tạo ra cái trạng thái gọi là xuyên tâm sát. Và cái xuyên tâm sát này thì nó làm cho cái nhà không thể nào mà có được cái trường khí vững vàng được. Việc cư trú trong đó thì đương nhiên là tài lộc, công danh hay sức khỏe chúng ta không thể nói được là nó tốt, đương nhiên là nó sẽ xấu. Thì bằng cái việc mà xử lý các không gian đó, người ta có thể dùng cái cách ngăn mềm để mà tạo lập huyền quan, hoặc sử dụng không gian cứng, tức là chúng ta sử dụng tường hoặc là chúng ta sử dụng trần đèn để chúng ta tạo lập các không gian của huyền quan. Thì nó làm cái động tác như vậy, thì nếu như sử dụng cầu pha lê chẳng hạn thì nó có cái tác dụng nó tán cái khí đều ra xung quanh phòng và nó tạo ra cái điểm nhấn,
hoặc là nếu như chúng ta sử dụng vách ngăn mềm, ví dụ vách CNC hoặc bình phong hoặc là các cái vách trang trí gọi là vách trang trí huyền quan chẳng hạn, thì nó cũng làm cho cái ánh mắt khi chị nhìn nó được dừng lại tại điểm đó. Cách vách ngăn này không nhất thiết là nó phải chạm đến trần mà nó chỉ cao vừa đủ đến bằng cái mép cửa của chị là được. Và các vách này thì sẽ làm trang trí hoặc để linh vật hoặc để các pháp khí phong thủy, làm cho cái không gian trong nhà của anh chị nó sẽ tốt hơn. Anh chị đối với thứ là cái tối kỵ, đó là việc mà đứng ở ngoài sân hay ngoài đường mà nhìn phát thấy lưng nhà của anh chị hay nhìn phát thấy cái bếp của anh chị, thì điều đấy là điều rất là tối kỵ, nên anh chị cần chú ý. Chúng ta xây dựng các ngôi dương cơ hay là khi mà chúng ta làm những cái ngôi âm trạch, chỗ đấy giống như là một cái vết xước thì mạch cũng bị chịu cái vết xước đó, nó tổn thương. Chúng ta có một cái biện pháp mình gọi là bồi hoàn, để mà bồi lại, để mà hoàn lại cái long mạch này. Bồi hoàn lại cái long mạch thì nó phải vào cái thời điểm mà trước khi mà chúng ta đặt cái công trình lên trên đó. Tốt nhất các nghi thức và nghi lễ anh chị tự thực hiện thì là tốt hơn rất là nhiều. Bản thân là những cái nhà ống ấy, thì nó hay, người ta hay làm các cái thang, nếu đủ cái chiều dài khoảng tầm từ 11.5m hoặc từ 12m trở lên, hay là có cái thang nó ngăn ở đoạn đấy rồi, thì nhìn phát tông tổng nhìn thẳng trong nhà. Chúng đa phần là đối với biệt thự là chúng ta sẽ bố trí thang vào các góc 1, 2, 3, 4, 5, 6 các góc trong nhà, cho nên ra là cái việc mà từ cái trong nhà mà nhìn thẳng tuột ra vào thẳng trung cung, nhìn xuyên qua trung cung mà nhìn thẳng đến cái phần tọa sơn của nhà chị, thì cái việc này là điều về cơ bản là điều một cửa khung. Chúng ta thì sử dụng rất là nhiều các vật phẩm phong thủy mang tính chất tích khí, tụ tài, hóa sát, linh hoặc là những cái linh vật để mà đặt ở nơi huyền quan, để vừa tác dụng lọc khí, vừa tác dụng thị tà, vừa tác dụng làm tài rất là tốt. Ví dụ như là kỳ hưu, ví dụ như tụ bỏ tài, ví dụ như phúc tụ tài, ví dụ như kỳ lân, ví dụ như cầu thần anh, ví dụ như tranh tĩnh vật, rồi rất là nhiều, rồi bình bộ bình quan, rất là nhiều những pháp khí đẹp, những bức ảnh tranh đẹp nó tác dụng tĩnh. Nhớ rằng huyền quan đấy là nơi tán khí, lọc khí và tĩnh khí, cho nên chúng ta sẽ không để cái động ở khu huyền quan, trừ nơi đấy là ngân hàng, nơi đấy là nhà hàng hoặc nơi công cộng thì chúng ta có thể xử lý được. Còn nếu không, chúng ta nên đặt những cái ổn tĩnh tại nơi đó thì nó sẽ tạo ra sự cắt tường tiết tích với căn nhà của anh chị. Cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng và theo dõi các video của Phong Thủy Tâm Lực.